Mới có một tuần thôi, Olala không lên rừng là dưới gốc những cây trà cổ thụ đã sum suê hết cả cây cỏ rồi. Mấy nay các cô chú ở trong làng đã ý ới nhau để đi hái trà săn tuyết vụ thu rồi đó mọi người. Như này là chắc có thể khoảng một tuần nữa là có trà vụ thu rồi nhá mọi người ơi. Trời vẫn hơi nóng nhá mọi người nhá. Hôm nay ở trên này là nhiệt độ khoảng 30-31 độ gì đó. Video quay được cả tuần rồi mà bây giờ mới edit đó mọi người. Đây, những búp trà vụ thu đã bắt đầu nhú lên rồi. Rất là nhiều luôn. Những búp trà mới nhú non mơn mởn như thế này thì hái về làm dòng lục trà một tôm một lá được rồi đó mọi người. Bình thường trà vụ thu non mơn mởn vậy thôi, nhưng khi sao lên đôi lúc vẫn thấy có những cái lá vàng nhỏ nhỏ. Cả nhà lại phải ngồi tỉ mỉ nhặt từng chiếc lá vàng ra. Mọi người muốn thưởng thức những ly trà săn tuyết đầu tiên của vụ thu thì Olala có để trong cái giỏ hàng TikTok shop nha. Mà mỗi lần Olala lên rừng là muốn lượn hết cả cái rừng luôn, chưa muộn rồi mới về nha. Mình có hái được một ít quả chua để mang về ăn. Đến nhà là trời nóng bừng bừng luôn. Việc đầu tiên là sẽ làm một cốc trà đá săn tuyết để giải khát và giải nhiệt đã. Đây là quả quéo nha mọi người. Olala có cái thói quen là mỗi lần đi đâu về trời nắng nóng thì hay thích ăn mấy quả chua chua như vậy này. Cảm giác nó đã gì đâu ấy mọi người ạ. Giờ thì mình sẽ đi làm nhanh vài món ăn để ăn trưa đã. Về đến nhà giờ này thì cũng đã muộn rồi, mọi người cũng đã ăn cơm hết rồi. Nên là Olala sẽ mang vài quả quéo này đi nộm cùng với củ kiệu. Lúc còn nhỏ ở cùng với bố mẹ và mỗi lần mẹ đi làm mệt về là mẹ rất hay làm món này. Trời nóng mà ăn món này vừa mát chua chua mà lại còn đưa cơm nữa. Món này thì mình chỉ việc rửa sạch kiệu, sau đó sẽ cho vào trong cối giã vỡ ra. Tiếp tục là cho quả quéo vào, rồi cho mắm muối ớt đường trộn lên là được. Thèm quá mọi người ạ. Giờ thì mình sẽ thử một miếng. Trời ơi nó chua, nhưng mà ngon nha mọi người. À, cá mắm dã mà video trước mình có làm. Những bữa cơm vội như thế này thì cá mắm dã rất nhanh. Không thể thiếu là quả cống nhá mọi người nhá, ngày nào mình cũng ăn. Quả cống rồi ớt ngâm đủ cả. Giờ thì cho một ít ớt ngâm vào nhé. Bình thường để ăn ngon những quả này thì mình sẽ hay cho một ít mì chính và một ít nước mắm vào nữa. Giờ thì bữa cơm vội buổi trưa đã sẵn sàng rồi. Đoạn này là đói lắm rồi. Nhưng món đơn giản như thế này mà đi rừng về thì đúng là ăn hết vài bát cơm luôn đó mọi người. Mời cả nhà thưởng thức cùng Olala nha. Tết đến xuân sang, Olala mang đến cho các anh chị những set quà đẹp đẽ, sang trọng mà không mất đi sự mộc mạc của núi rừng. Đầu tiên là set trà thịnh vượng, set trà phú quý, set quà đoàn viên. Là những thượng phẩm trà của dãy Tây Quân Lĩnh Hà Giang được lựa chọn kỹ lưỡng và ủ lâu năm. Để cho ra được những ly trà thơm ngon như bạch trà san tuyết cổ thụ, lục trà một tôm một lá, hồng trà san tuyết và bánh trà phổ nhĩ sống. Mỗi set quà được thiết kế sang trọng, đẹp mắt, phù hợp để làm quà biếu và tặng trong dịp Tết này nha. Mỗi set quà mang theo là lời chúc may mắn, sức khỏe, viên mãn, tài lộc, phú quý, thịnh vượng tới tất cả quý anh chị. Anh chị muốn có những set trà thượng phẩm để làm quà biếu quà tặng trong dịp cuối năm này thì nhanh tay comment hoặc inbox cho Olala luôn nha.